đánh giá cốt vật Timo Bowz ZLC sau 3 tháng sử dụng có những ưu nhược điểm gì? Đối với người chơi bóng bàn, chiếc vật bóng bàn được coi như là một loại vũ khí chiến đấu. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại vật với từng mức giá khác nhau, rẻ có đắt có. Butterfly là thương hiệu sản xuất vật bóng bàn uy tín đến từ Nhật Bản. Thương hiệu này hàng năm đều tung ra thị trường nhiều mẫu vật mới khác nhau với những cải tiến kỹ thuật hiện đại nhất. Dưới đây là bài viết đánh giá cốt vợt Timo Bozet sau 3 tháng sử dụng có những ưu nhược điểm gì. Chơi bóng bàn là cách vận động toàn thân và tiêu thụ nhiều năng lượng hơn cả chạy bộ, đạp xe, thể dục nhịp điệu và cả đá bóng. Theo các nghiên cứu khoa học trên thế giới, nếu chơi đúng cách và thường xuyên, thể thao bóng bàn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người chơi. Cốt vợt Timo Timo Bâu gia nhập làng bóng bàn nước Đức từ năm 15 tuổi và đạt được đẳng cấp thế giới trong một thời gian dài với một phong cách đẹp và lối tấn công chấp nhoáng. Timo Bâu sở hữu một thể hình đẹp và phong cách chơi tốt nên đã nhận được phần thưởng fair play từ làng bóng bàn thế giới. Loạt cốt vợt này được phát triển bởi Butterfly và thông qua kỹ thuật và sự tinh tế của Timo Bâu. Bạn sẽ cảm nhận được tinh thần và niềm kiêu hãnh của Timo Bâu khi sử dụng loạt cốt vợt này. Timo ZLC, mẫu vật dùng để chơi tấn công và đặc trưng cho thế hệ mới. Hãng Butterfly đã phát triển dòng sản phẩm cốt vật ZL Carbon từ chất liệu mới với công nghệ tiên tiến. Chất liệu này không những giữ được tốc độ của carbon mà còn nhẹ và linh hoạt nhờ sợi ZL. Các thông số chế tạo cơ bản của cốt vật gồm có độ này, này càng nhiều thì bóng đi càng nhanh, nhưng sẽ hy sinh độ kiểm soát trong một chừng mực nào đó, phù hợp cho lối đánh tấn công nhanh, rất phù hợp cho mút gai công và phản xoáy, độ bám, bám càng nhiều thì càng dễ tạo xoáy, phù hợp cho kỹ thuật đánh mút xoáy biến hóa, nhưng không phù hợp lắm cho mút gai công và phản xoáy, cảm giác tiếp xúc bóng từ cứng đến mềm. Cảm giác mềm hỗ trợ tốt kỹ thuật giật biến hóa xoáy, cảm giác cứng phù hợp cho kỹ thuật bạt, giật bạo lực và tốc độ cần lưu ý cảm giác cứng không nhất thiết đi đôi với độ này cao, ví dụ cốt Dyna Power 9 lớp rất cứng nhưng khá đầm, rất phù hợp với lối phòng thủ cắt bóng bằng mút phản xoáy truyền thống, độ kiểm soát từ dễ đến khó, thường tỷ lệ nghịch với độ này. Tuy nhiên, một số công nghệ mới có thể tăng độ kiểm soát một cách tương đối mà không phải hy sinh độ này, chẳng hạn như công nghệ Real Face System của TSP, độ cong của quỹ đạo bóng, cầu vòng ít hoặc nhiều, quỹ đạo bóng cầu vòng nhiều cho phép thi triển kỹ thuật giật bóng chậm dưới mặt bàn, quỹ đạo bóng phẳng hơn thì hỗ trợ lối đánh tấn công nhanh cận bàn. Đánh giá cốt vợt Timo ZLC sau 3 tháng sử dụng có những ưu nhược điểm gì? ưu điểm, cân bằng tốt, có thể được sử dụng bởi những người chơi khác nhau, tay cầm tuyệt vời, Butterfly Timo Boll đứng trong số những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại, nhờ vào sự chứng thực của vận động viên bóng bàn huyền thoại Timo Boll cốt vật nổi tiếng với khả năng cân bằng hoàn hảo cả về tốc độ và khả năng điều khiển. Theo trang web đánh giá môn bóng bàn Paddle Tennis, Butterfly Timo Bow ALC được khoảng 8,9 và 8,6 trong hai lĩnh vực này. Cốt vợt Butterfly Timo Bow ALC mang đến sự kiểm soát về tiêu chí tốc tố, thiết kế chất lượng cao, với điểm số cao như vậy về cả tiêu chí tốc độ và điều khiển. Cốt vợt này chứng tỏ thiết kế và sản xuất chất lượng cao cũng như sự cân bằng về tốc độ và khả năng điều khiển. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng cốt vợt cho cả phong cách chơi tấn công và phòng thủ mà không hạn chế việc luyện tập của bạn được thiết kế theo kiểu lắc tay kiểu anatomic flare và stretch tay cầm cho phép bạn có thể ứng biến rộng rãi trong khi chơi. Thêm vào đó, các cọc Arilet Carbon của tay cầm mềm hơn carbon truyền thống, giúp thời gian tồn tại lâu hơn và mang lại cho người chơi sự thoải mái hơn trong quá trình chơi. Nhược điểm, thiếu nhất quán trong sản xuất, giá thành cao. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ. Order hàng Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi có hệ thống giao hàng tận nơi. Thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.